Thưa quý vị, vậy là cơn bão số Ba, cơn bão Gia Di đã đi qua Việt Nam của chúng ta rồi. Đối với đồng bào ở miền Nam thì cơn bão đi qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng đối với đồng bào bà con ở phía Bắc thì cơn bão đã để lại hậu quả hết sức khốc liệt. Bao nhiêu là những cái mất mát về của cái vật chất, những cái sự mất mát về nhân mạng con người là không có thể thống kê được. Thưa quý vị, những cái mất mát đau thương đó, về vật chất thì chúng ta có thể khắc phục được Nhưng những cái sự mất mát về sinh mạng con người Thì không có thể nào chúng ta có thể bù đắp được Đó là những cái mất mát hết sức lớn lao Mà cơn bão số 3, cơn bão Gia Di đã tràn qua Việt Nam của chúng ta Vâng thưa quý vị, những cái hình ảnh tan thương ở phía Bắc Chúng tôi không đành lòng để đưa lên cho quý vị xem được Bởi vì nó quá khốc liệt Nó gây ra những cái um, sự tàn phá hết sức đau thương người ta có ví như là là một cái cơn địa chấn động đất khủng khiếp như vậy thưa quý vị và nó càn quét qua các cái tỉnh ở phía Bắc thì uh, những cái mất mát mà quý vị nhìn thấy ở trên các cái trang mạng xã hội thì quý vị có thể biết rồi không có một cái sức mạnh nào nó khủng khiếp như là cái sự tàn phá của bão tố chúng ta chia sẻ cái niềm đau, cái nỗi mất mát, cái Uh, sự đau khổ mà Cương bão đã đi qua dành cho đồng bào ở phía Bắc. Chúng ta chia sẻ những cái mất mát đau thương đó với đồng bào. Nhưng mà tại tỉnh Hòa Bình ngày hôm qua đó, quý vị, thì có một cái tai nạn hết sức thương tâm mà Cương bão đã đem đến cho bà con ở tỉnh Hòa Bình này. Đó là cái vụ sạt lở, sập một cái căn nhà cấp 4 và bốn um, người trong một gia đình đó đã ra đi mãi mãi thưa quý vị. Một cái tai nạn hết sức thương tâm thì người ta mô tả đó quý vị ở trên cái cái huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình đó quý vị thì nó cái vùng đó là đồi núi nó rất là heo hút thì có một cái gia đình đó người ta có một cái nhà cái nhà cấp 4 thì thường là, là các cái đồng bào ở miền núi người ta làm nhà người ta thường dựa vào những cái cái chân đồi những cái chân núi để tránh gió bão và cũng là cái mặt bằng để cho người ta sinh hoạt nó thuận tiện hơn là ở những cái trên những cái sườn đồi cao người ta cứ tưởng rằng người ta làm những cái căn nhà mà nó dựa vào những cái vách núi như vậy thì những cái núi đó nó sẽ bảo vệ cho người ta nhưng mà cái sự việc đau lòng ngày hôm qua quý vị thì vào lúc không giờ trong khi mà cái gia đình đó người ta đang là là yên giấc trong một cái căn nhà đó thì như vậy là nguyên một cái cái quả đồi nó bị sụp lở đất xuống quý vị thì khi mà nó sụp nó tràn xuống thì quý vị đã biết rồi trong đêm mà gia đình đang là ngủ yên giấc như vậy không có thể nào phản ứng kịp thời thì cái quả đồi đó nó sạt lở và nó vùi lấp toàn bộ cái căn nhà cấp 4 và trong đó thì có bốn người đã ra đi mãi mãi thưa quý vị thì trong gia đình đó thì có hai vợ chồng cái anh này thì khoảng sinh năm 1973 74 gì đó còn có một chị vợ là sinh năm 75 với một người con gái và hai đứa cháu ngoại thì khi mà đất đá nó sạt lở nó vùi lấp căn nhà đi thì may mắn là cái anh chồng thì anh chạy thoát ra được nhưng mà bị thương rất nặng quý vị. Hiện nay thì không biết là tình hình sức khỏe của anh thế nào thì các cái đội cứu hộ người ta đã đưa anh vào bệnh viện để điều trị rồi. Còn tất cả bốn người gồm có vợ anh và một đứa người con gái với hai đứa cháu ngoại thì đã bị vùi lấp hoàn toàn thưa quý vị một cái tai nạn hết sức thương tâm do cơn bão nó để lại cho đồng bào của chúng ta và quý vị đã biết rồi là nó khó khăn cái nữa là cái đội cứu hộ không có thể tiếp cận hiện trường ngay được thưa quý vị nó cái tai nạn nó xảy ra vào lúc 0 giờ ngày hôm nay thì tức là 12 giờ đêm đó quý vị mà mưa to gió lớn như vậy cây cối nó nó ngả xuống được thì các cái phương tiện cứu hộ không thể nào di chuyển vào trong được người ta phải đi bộ 4-5 km thưa quý vị người ta mới có thể tiếp cận hiện trường được và máy móc thiết bị thì không có cách nào mà mà di chuyển vào phía trong được thì phải mất 2-3 tiếng đồng hồ người ta mới có thể đưa các cái thiết bị máy móc đội cứu hộ mới tiếp cận được thì khi mà tới tiếp cận như vậy thì cái hình ảnh rất là đau thương thưa quý vị thương tâm vô cùng chúng ta không có thể nào hình dung nổi Tôi không có dám đưa những hình ảnh đó lên đây Bởi vì nó quá thương tâm thưa quý vị Một cái sự mất mát đối với bà con ở huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình Thì như vậy là khi mà đội cứu hộ đã tới được Thì khi mà người ta, ta bốc dỡ những cái đống đổ nát đó ra Thì bốn người đã ra đi vĩnh viễn thưa quý vị Trong đó có vợ của anh đó và một người con gái và Hai đứa cháu ngoại trong đó có hai đứa cháu ngoại rất còn nhỏ thưa quý vị, một đứa thì sinh năm 2017 và một đứa 2023 thì đều là cháu ngoại của gia đình vợ chồng người này. Thì đây là một cái mất mát không có thể nào mà bù đắp được thưa quý vị. Đối với lại bà con ở ngoài các tỉnh phía Bắc thì cơn bão nó càn quét qua có vài tiếng đồng hồ thôi nhưng mà nó đã để lại quá nhiều những cái mất mát đau thương chúng ta là những cái người ở miền Nam thì may mắn hơn là chúng ta không có phải chịu những cái thiệt thòi quá lớn do cái cơn bão nó càng quét vào Việt Nam. Đất nước Việt Nam của chúng ta thì nó có hình chữ S nó nằm dọc theo bờ biển như thế này quý vị. Thì riêng miền Nam thì ít bị những cái cơn bão hơn. Ừ, chỉ có cơn bão số 5 tôi nhớ là năm năm 97 hay sao? cơn bão số năm là cái cơn bão khủng khiếp nhất đối với đồng bào ở miền Tây này thôi. Còn hầu hết thì không có bão tố trong những cái mùa mưa bão này. ở miền Trung thì có nhiều và đây là cái lần đầu tiên mà cơn bão lớn nhất trong năm nay và nó đã càn quét qua các cái tỉnh phía Bắc làm cho bà con của chúng ta gánh chịu rất là nhiều những cái sự mất mát đau thương. Quý vị có thể lên trên mạng thấy những cái cảnh tan hoang nhà cửa những cái mái nhà um, kiên cố như vậy mà nó cứ bốc lên giống như là một tờ giấy thôi quý vị những cái cửa kính của những cái cái khách sạn cao hàng chục tầng mà nó bóc ra giống như là chúng ta cầm một tờ giấy chúng ta liệng lên trên không vậy chứng tỏ là cái sức gió nó rất là khủng khiếp mà bà con của chúng ta mặc dù là đã được các cơ quan chức năng người ta đưa ra những cái khuyến cáo để đề phòng rồi nhưng mà không tránh khỏi những cái mất mát đau thương như vậy quý vị những cái mất mát về vật chất thì chúng ta còn có thể um, chia bùi xẻ ngọt với lại đồng bào ở phía bắc được nhưng mà những cái mất mát về uh, sinh mạng con người thì không có thể nào uh, mà chúng ta có thể bù đắp được thưa quý vị trong đó có một chiến sĩ cũng đã hy sinh khi mà làm những cái nhiệm vụ um, chặt những cái cây mà nó đổ ra đường thì đã bị cây đè quý vị những cái hình ảnh nó hết sức thương tâm mà chúng tôi không có dám đưa lên để cho quý vị nhìn và đặc biệt là một cái tai nạn của um, tỉnh hòa bình đã xảy ra vào không giờ sáng ngày hôm nay thì đây là một cái mất mát hết sức đau thương còn anh chồng thì hiện giờ đang là được chữa trị ở bệnh viện không biết là sức khỏe của anh thế nào khi nào mà có những cái thông tin về sức khỏe của cái anh này thì chúng tôi sẽ thông tin để cho quý vị hiểu và chúng ta chia sẻ cái những cái sự mất mát đau thương với đồng bào bà con ở đây. Đó, Đó là những cái mất mát lớn nhất, khủng khiếp nhất mà đồng bào ở Hòa Bình đã phải gánh chịu thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng ta hãy hướng về đồng bào ở miền Bắc để cùng chia sẻ những cái mất mát đau thương do cơn bão xảy ra đem đến cho đồng bào ở phía Bắc quý vị nhé.